dẫn anh chị cách thay gạch râm máy in laser A4 SPC 430, 431, 435, 440 DN. Đầu tiên mình mở cái chụp bát này. Con ốc này các anh chị chú ý nó có lợi nằm ở góc này. Rồi mình mở một cái phe sắt ngay đây. Khi mở nhớ chặn ngón tay lại chứ không nó sẽ giăng mắt nha các anh chị. Rồi bắt đầu mình lấy cái chập này ra. Mình quay lại. Mình mở một con ốc ngay đây. Một ốc ngay đây. Sau đó mình mở cái ốc trong cái nhông này, một cái tay mình chặn bên cái nhông bên tay trái mình, cái nhông trong bên tay trái mình, rồi mình chặn ngược chiếc kim đồng hồ. Các anh chị chú ý đây là con ốc có lông đền, đừng có bắt lộn. Tới cái nhông đen thôi. Rồi mình lấy cái chụp này ra. Rồi cái này mình thay ở đây, mình thay gạch râm thì mình để cái bộ phận từ qua một bên đây. Đây mình làm bên bộ râm, đây là cái râm mình lấy ra. Các anh chị nhớ quấn giấy lại cho kỹ để sang một bên, chứ mình mà làm chày xước cái râm này mình in ra sẽ xấu lắm. Rồi sau đó mình lấy trục sạc lên. Rồi đây là cái gạch râm mình mở ra, nó có hai ốc. Bánh mì đây, bánh mì. Rồi, lấy ra. Bánh mì đây. Rồi, đây là cây gạch râm. Rồi trường hợp các anh chị muốn vệ sinh thì mình hút mực trong cái đường ray này cho nó sạch sẽ. Rồi. Bao gồm em nha, có bao gồm. Rồi khi các anh chị thay cây gạt râm mới vô thì mình rắc một ít phấn rơm em bé lên tờ giấy. Rồi mình lấy cái bề gạt này mình tha lên phấn rơm, tha lên cái gạt này, cái mặt cái bề cái gạt này. Rồi sau đó mình sẽ rắc lại. Rồi mình để đúng đây. Khi vệ sinh xong cái này mình sẽ đắp lại đó. Rồi mình để đúng vị trí này, bắt hai ốc vô. Rồi. Còn cây sạc này các anh chị muốn vệ sinh thì mình nhúng bông gòn với một miếng nước mình chắc khô, mình lau lên cây sạc này, mình xay ra sạch sẽ rồi mình gắn lại. Rồi. Mình đắp lại cái râm. Rồi. Rồi mình đắp lại cái hộp từ vô.
mình bóp cái khe vô cái sách luôn. Rồi mình đậy cái chụp nhựa đi vô. Nghe kêu cái cốc là một ok nha các anh chị. Rồi mình bắt ốc. Các anh chị nhớ góc này thì cái con ốc nó có lợi. Mình thay đặt đặt là vậy là mình đã thay đặt gạt mực xong, gạt gạt lâm xong. Chúc các anh chị thành công, xin cảm ơn.